Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là những nội dung chính trong chương trình tối nay, thứ tư ngày 14 tháng 11. Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. Thành phố Tuyên Quang đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước để thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ mất ổn định của khu vực Eurozone. Anh và EU đạt thỏa thuận sơ bộ về Brexit. Hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2018, báo cáo thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2018, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018 và thảo luận ở hội trường về vấn đề này. Đồng thời, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và thảo luận tại hội trường về dự án luật kiến trúc. Báo cáo trước Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh tình hình khiếu nại tố cáo từ cuối năm 2017 đến nay vẫn diễn biến phức tạp gay gắt. Tổng số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước tăng 4,7%, trong khi năm 2017 giảm 14,8%. Tình trạng công dân tụ tập đông người lên trung ương khiếu kiện không có dấu hiệu giảm. Đất đai vẫn là lĩnh vực chủ yếu của tình trạng khiếu nại tố cáo, chiếm hơn 60% số vụ việc. Thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018, các đại biểu cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện tố cáo gia tăng là chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế, chính quyền các cấp chưa quan tâm đúng mức, có hiện tượng cán bộ thách thức người dân khiếu kiện, dẫn đến khiếu nại tố cáo vượt cấp. Công tác đối thoại với người dân chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, vấn đề tiếp công dân, chất lượng các buổi tiếp dân tiếp tục làm nóng hội trường. Nhiều đại biểu chỉ ra rằng tình trạng tiếp dân ở nhiều nơi còn hình thức chưa thực chất. Thái độ của cán bộ tiếp dân không đúng mực, các đại biểu đề nghị Thanh tra Chính phủ quy định chặt chẽ hơn việc tiếp công dân, tập huấn thường xuyên về cách thức kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp kéo dài. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2019 với 438 trên 449 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 90,31% tổng số đại biểu. Sau đó Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật kiến trúc. Sáng nay 14 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự chia vui với bà con nhân dân thôn Dạp, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một trong những khu dân cư tiêu biểu của huyện Yên Sơn trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thôn Dạp, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn có 111 hộ dân với 453 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc chiếm trên 60% dân số. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thôn đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đã giảm xuống còn 8%, hộ khá và giàu chiếm trên 80%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng một người trên năm. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, gần 90% các hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các hộ gia đình coi như là cũng đồng tình và đoàn kết cùng với thôn coi như là xây dựng là quyết định chúng ta đưa vào cái nông thôn mới hiện nay đã được xây dựng. Đấy là nông thôn mới này, hiện nay là các cái phong trào địa phương thì cũng cao hơn mọi năm trước. Qua cuộc vận động này thì thấy đổi thay, thứ nhất tức là người dân ở thôn này là đoàn kết không có sự mâu thuẫn bất hòa ở trong nội bộ trong thôn. Bà con là những hộ mà đã giàu có thì chúng ta lại giúp đỡ những hộ nghèo bằng, có người thì bằng vật chất, có người bằng tinh thần, thế là cùng nhau đoàn kết. Chia vui với bà con nhân dân thôn Dạp, xã Tiến Bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của bà con nhân dân trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo nên mối quan hệ ngày càng gắn bó đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở cộng đồng dân cư. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn nhân dân thôn Dạp tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về thực hiện quyết định số 45/2016 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự buổi làm việc có đồng chí Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo đề án sơ bộ về việc thí điểm một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính và đề xuất một số nội dung tham gia thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mục tiêu của đề án nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, giảm tải công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất và khai thác có hiệu quả nguồn lực của mạng bưu chính công ích do nhà nước đầu tư và quản lý. Thông qua thực hiện đề án nhằm cụ thể hóa quyết định số 45/2016 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đề án, sẽ thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. Trước mắt sẽ tập trung chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo cơ chế một cửa và năng lực của Bưu điện. Đề án hướng tới việc chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực cho nhân viên Bưu điện thực hiện. Đồng thời, khi có đủ điều kiện cần thiết, chuyển vị trí đặt bộ phận một cửa các cấp về tại trụ sở Bưu điện để thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức công dân trên địa bàn, từng bước thống nhất qua hệ thống bưu điện trên phạm vi toàn tỉnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính công thông qua hệ thống bưu điện. Các ý kiến đề nghị cần làm rõ một số nội dung như Bưu điện tỉnh Tuyên Quang sẽ tham gia thực hiện tất cả các thủ tục hành chính công hay chỉ lựa chọn tham gia một số thủ tục thuộc các lĩnh vực nhất định để triển khai thực hiện. Việc phối hợp bố trí cán bộ chuyên môn của các sở ngành thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận các cấp trên địa bàn khi đề án được triển khai. Trên cơ sở đó, việc triển khai thực hiện đề án cần xác định lộ trình, thời gian, nội dung, giải pháp cụ thể, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào khẳng định, về phía Tổng công ty Bưu điện sẽ quyết tâm phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện có hiệu quả quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh đó, Tổng công ty và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang cam kết bố trí sắp xếp hợp lý cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ đủ trình độ năng lực để phục vụ tốt nhất nhiệm vụ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đề xuất tham gia thực hiện việc thí điểm một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tiếp thu các ý kiến được nêu tại buổi làm việc, hoàn thiện đề án, đồng thời chủ động với các ngành, các địa phương đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính công qua dịch vụ bưu chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích thiết thực của dịch vụ hành chính công tới cán bộ và nhân dân để tạo bước đột phá trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới. Ngày 14 tháng 11, đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Khao Làng, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Thôn Khao Làng có 60 hộ dân, là thôn đặc biệt khó khăn với 100% là người dân tộc Dao. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực giảm nghèo. Hiện thôn có 32 hectare cây ăn quả, 7,4 hectare đất trồng lúa, hơn 7 hectare diện tích trồng chè. Năm 2018, nhân dân trong thôn đã đóng góp 120 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, 50 triệu đồng làm đường bê tông nông thôn, đóng góp gần 300 ngày công tham gia lắp đặt kênh mương. Qua bình xét, năm 2018, thôn có 88% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Triệu Thị Lún đã biểu dương các thành tích mà nhân dân trong thôn đã đạt được thời gian qua. Đồng chí lưu ý, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn cao, các hộ dân cần chủ động phát triển các mô hình kinh tế, lựa chọn các loại cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương để đầu tư phát triển. Đồng chí mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Đồng chí cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Yên Thuận tiếp tục tuyên truyền quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động tới nhân dân, nhất là thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có trên 700 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đại diện lãnh đạo các sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trình bày văn bản về y tế cơ sở, các kết quả chủ yếu, hạn chế, nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, tổ chức thực hiện và lộ trình triển khai mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề như triển khai xây dựng đề án và cách thức tổ chức thực hiện việc quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân tại tuyến y tế cơ sở, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm hiện thực hóa nghị quyết số 20-21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới, đóng góp để tiếp tục tham gia thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ cũng như mục tiêu phát triển bền vững mà quốc tế và Việt Nam là thành viên cam kết tham gia thực hiện. Sáng nay 14 tháng 11, đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại huyện Lâm Bình. Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng đã tới thăm hỏi tặng quà gia đình ông Lý Văn Tấn, thôn Phai Tre A và gia đình ông Bàn Tiến Phấu, thôn Khâu Quang, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình. Đây là hai hộ gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Các phần quà được trao cho các hộ gia đình là tình cảm, lòng hảo tâm của cán bộ công chức người lao động Văn phòng Trung ương Đảng, động viên các hộ gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động tặng quà hỗ trợ các gia đình nghèo được Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện thường xuyên trong những năm qua đã khơi dậy phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cán bộ công chức người lao động, qua đó góp phần thực hiện tốt chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động hiện đang được triển khai sâu rộng tại các địa phương. Chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Doanh nghiệp. Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang được thành lập theo giấy đăng ký số 01 của Sở Tư pháp, gọi tắt là Trung tâm Tư vấn Pháp luật. Đây là Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Doanh nghiệp được thành lập đầu tiên trong toàn quốc. Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm, tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện ngoài tố tụng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức yêu cầu đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện có thu thù lao, thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có tổng số trên 1.400 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư trên 14.000 tỷ đồng, hàng năm đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trên 10.000 tỷ đồng. Việc thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Doanh nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật để từ đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh, tìm ra được những phương án tốt nhất để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Mặt khác, giúp cho các cơ quan chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các doanh nghiệp để đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương có những chủ trương chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay. Những nội dung trong phần tiếp theo của chương trình: thành phố Tuyên Quang đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước để thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính. Vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại công ty cổ phần Hồ Toản. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đưa ra lượng tiền lớn, lãi suất Việt Nam đồng trên liên ngân hàng đã chững lại. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh, của thành phố và các địa phương nằm trong diện điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Tuyên Quang đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước để thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố Tuyên Quang nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2020. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Phú Lâm thuộc huyện Yên Sơn. Xã Phú Lâm được sáp nhập thành phố là một điều mong đợi của rất nhiều người vì nó sẽ kéo theo rất nhiều những cái dịch vụ từ du lịch đến các loại dịch vụ khác để bà con được phát triển theo cái dòng chảy đấy. Trong các cuộc họp từ chi bộ đến thôn thì chúng tôi cũng đã có những cái tuyên truyền sâu rộng đến với bà con là để mà nay mai là chúng ta cùng nhau để lên thành phố làm sao là có những cái là có nhiều những cái nó thay đổi hơn và đón các cái lượng khách để cho nó nhiều hơn các mọi năm. Thì tôi cũng mong muốn làm sao là tỉnh cũng nhanh chóng và có những cái để mà chúng tôi sẽ cùng nhau để mà cũng muốn được là lên thành phố cho bà con rất là phấn khởi. Và mong muốn rằng là
sau này sát nhập vào thành phố thì đời sống kinh tế dân sinh của khu văn hóa thôn Xới Khoáng càng được nâng cao. Về chủ trương này chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, bởi vì đây là phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao đời sống dân sinh của toàn dân. Có thể thấy rằng, người dân đã luôn quan tâm tới chủ trương thực hiện mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Tuyên Quang. Và để đáp ứng được sự mong mỏi, quan tâm ấy, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt quy hoạch tổng thể khu du lịch Suối Khoáng Mỹ Lâm với diện tích trên 1.100 ha và ban hành nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào đây. Thực hiện quyết định về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên cơ sở diện tích đất thành phố hiện tại và điều chỉnh mở rộng sang một số xã lân cận thuộc huyện Yên Sơn tiếp giáp với thành phố, việc sẽ thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở sát nhập một phần xã Phú Lâm và xã Kim Phú sẽ là điều kiện thuận lợi để người dân và địa phương này có những thay đổi phát triển hơn nữa về cơ sở hạ tầng, thương mại dịch vụ và xây dựng các thiết chế văn hóa. Đồng thời sẽ tạo đà góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ 19 đề ra về phát triển du lịch trở thành trung tâm trong các ngành dịch vụ, gắn kết với các hoạt động du lịch, lịch sử, văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Để công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện về cái đề án này thì Đảng ủy và Ủy ban xã Vũ Lâm cũng đã xây dựng được cái kế hoạch và đang nội trình xây dựng cái nghị quyết chuyên đề để chúng tôi tuyên truyền đặc biệt cho cấp ủy, đảng viên, sau đó đến cán bộ để hiểu được về những cái mục đích lớn của tỉnh cũng như là định hướng lâu dài của địa phương. Còn lại với nhân dân thì chúng tôi sẽ họp và lấy ý kiến và đặc biệt tuyên truyền cho nhân dân hiểu về cái phát triển, về cái định hướng lâu dài và đặc biệt là sẽ mở ra được cái hướng mới cho nhân dân để tạo công ăn việc làm về những cái dịch vụ du lịch cho nhân dân. Việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang sẽ có tác động tích cực về kinh tế xã hội, tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn, góp phần mở rộng và chuyển dịch kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch. Điều này cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Thời gian vừa qua, một số hộ gia đình ở các thôn trên địa bàn xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn có ý kiến phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi của trang trại bò sữa kỹ thuật cao thuộc công ty cổ phần Hồ Toản gây ra. Phóng viên chúng tôi đã có phản ánh về vấn đề này. Trên diện tích 15 ha, trang trại bò sữa kỹ thuật cao của công ty cổ phần Hồ Toản có quy mô trên 1.000 con bò sữa giống Australia được chăm sóc và nuôi dưỡng bằng công nghệ tiên tiến của Israel. Được xây dựng và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ cuối năm 2016 với tổng mức đầu tư dự án trên 100 tỷ đồng, trong đó đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị 45 tỷ. Đến nay, trang trại bò sữa kỹ thuật cao của công ty cổ phần Hồ Toản đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 700 con bò sữa, bò cái giống và bê thương phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 50 cán bộ công nhân là người dân địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân tại một số thôn trên địa bàn xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn có phản ánh về tình trạng chất thải từ chăn nuôi của công ty này tràn ra ngoài, có mùi hôi thối, làm chết một số diện tích lúa và chè của người dân địa phương, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt sản xuất của người dân. Trong thời gian từ 2016 đến 2017 và đầu năm 2018 là cũng xảy ra một số các cái tồn tại, thí dụ như là nước có tràn ra vào ảnh hưởng đến ruộng sản xuất của người dân. Thế rồi là cũng chết một số diện tích cây chè của người dân. Là xã cũng đã phối hợp với đơn vị, với công ty là cùng với đối thoại với người dân, đồng thời là tìm cách tháo gỡ giải quyết từng bước để làm sao là không bị ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Thế ngoài ra thì trong cái khu vực mà trại bò xây dựng thì còn có hai hộ gia đình là ở giáp danh với trại bò thì cũng bị ảnh hưởng tới cái mùi hôi thối của việc chăn nuôi chất thải. Tuy nhiên thì xã cũng có cái nhận định là đối với việc chăn nuôi gia súc mà đặc biệt là một cái trang trại bò sữa lớn như vậy thì cái việc mà mùi hôi thối ra môi trường thì chắc chắn là sẽ không thể tránh khỏi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất muốn đề nghị các phòng ban cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện, của cấp trên là đánh giá cụ thể xem là cái việc mà ô nhiễm không khí như vậy thì liệu nó có nằm trong khuôn khổ cái điều kiện đã được duyệt hay không và liệu có ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhân dân hay không. Theo tìm hiểu của phóng viên, lượng nước và chất thải từ chăn nuôi của trang trại này xả ra là gần 50 mét khối trên ngày. Công ty cũng đã cho xây dựng hệ thống cống dẫn thoát chất thải ra bể chứa, sau đó xử lý phân thành hai loại chất thải,
Một, để lên men, cung cấp nguồn phân bón cho các công ty chè. Nước thải đưa qua hầm xử lý thành bioga. Tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động, cơ sở vật chất vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và nâng cao, nên không tránh khỏi việc chất thải vẫn bị tràn ra ngoài như thế này, làm ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân. Được biết, chính quyền địa phương cũng đã đi kiểm tra và tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp hữu hiệu, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải từ chăn nuôi của công ty gây ra. Và công ty cổ phần Hồ Toản cũng đã có kế hoạch tiếp tục đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại trong sản xuất và tiếp tục hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải một cách hiệu quả nhất. Môi trường là yếu tố quan tâm hàng đầu, cam kết rằng không tìm kiếm lợi nhuận dựa trên sự tàn phá về môi trường. Thật ra thì với một cái trang trại bò sữa, ảnh hưởng về đến môi trường nó không lớn, nhưng không vì thế mà chúng tôi không quan tâm triệt để. Chúng tôi có hệ thống xử lý về bioga, sục khí và nước xả thải, không còn được xả thải ra môi trường mà nước sau khi đã được xử lý quay lại tưới cho đồng cỏ. Thì đấy là cái mà chúng tôi đã đang áp dụng và thực tế trang trại cũng đang làm. Sắp tới đây chúng tôi sẽ cải tiến đến hệ thống cao phân tự động, kênh và hệ thống sục khí tự động. Thì tôi nghĩ rằng những công nghệ đó là những công nghệ tốt nhất về môi trường ở các trang trại bò sữa trên thế giới đang áp dụng. Cùng với việc mang lại việc làm, thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn, thì rất mong các doanh nghiệp chú trọng đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trong chăn nuôi theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân và ổn định sản xuất kinh doanh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững. Những năm gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đưa cây trồng vụ 3 thành vụ sản xuất chính trong năm bởi những ưu điểm như dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch ngắn, thu nhập cao, giúp nhiều hộ nông dân ổn định cuộc sống. Phóng sự sau đây được thực hiện tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn. Tân Lập là thôn sản xuất vụ đông nhiều nhất của xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn. Từ nhiều năm nay, nhờ việc sản xuất cây vụ đông mà bà con trong thôn đã có thêm nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. Gia đình ông Nguyễn Trung Thông là một điển hình trong sản xuất vụ ba của thôn, gắn bó với các loại cây rau màu vụ đông hơn chục năm trở lại đây. Loại cây trồng này đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho gia đình. Cây vụ đông thì làm lâu năm rồi, hàng năm nó cứ làm có 4 sào, nói chung là thu nhập rất cao. Với phương châm tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao thu nhập cho người dân, việc sản xuất vụ đông của xã được thực hiện ngay sau khi thu hoạch diện tích lúa mùa. Với trên 15 ha diện tích rau màu, trên 40 ha diện tích cây ngô đông đã giúp địa phương chuẩn bị được nguồn lương thực thực phẩm và phát triển sản xuất hàng hóa. Để cây trồng vụ đông phát triển hiệu quả bền vững, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, chủ động trong canh tác để cây trồng đạt cả về năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Chúng tôi đã có những chỉ đạo sát sao đến các thôn, đã tuyên truyền vận động bà con triển khai thực hiện tốt cây vụ ba, thứ nhất là để cái cung cấp cái cho người tiêu dùng về các sản phẩm nông nghiệp do địa phương làm ra. Hai nữa là cái việc chẳng làm tốt cây vụ ba thì cũng cung cấp được cái nguồn lương thực thực phẩm cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn trong cái vụ đông để đảm bảo cho cái phát triển của đàn gia súc gia cầm trên địa bàn toàn xã. Nhữ Hán là một trong những địa phương phát triển cây trồng vụ đông tương đối lớn của huyện Yên Sơn. Với những ưu điểm như dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch ngắn, đầu ra và giá thành ổn định, xã chủ trương đưa vụ ba trở thành vụ sản xuất chính trong năm, từ đó góp phần giúp người dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đưa ra lượng tiền lớn, lãi suất Việt Nam đồng trên liên ngân hàng đã chững lại, xu hướng đã thể hiện rõ từ cuối tháng 10 năm 2018 đến nay. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu với quy mô khá lớn trên kênh cầm cố, 17.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày lãi suất 4,75%. Các tổ chức tín dụng hấp thu được toàn bộ khối lượng này. Khối lượng trên đưa ra khá lớn, một phần cân đối với 13.000 tỷ đồng đáo hạn trên kênh này trong ngày. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm dòng 4.000 tỷ đồng ra thị trường, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 56.658 tỷ đồng. Trên thị trường liên ngân hàng, sau khi tăng từ cuối tháng 10 và duy trì mức cao đến cuối tuần qua, đầu tuần này lãi suất chào bình quân Việt Nam đồng đã chững lại, không thay đổi ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất chào bình quân Việt Nam đồng qua đêm ở 4,79% một năm, một tuần 4,82%, hai tuần 4,83% và một tháng 4,87%.
Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, các tổ chức bảo dưỡng, quán triệt người lái tàu bay, tiếp viên hàng không, nhân viên bảo dưỡng tàu bay tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không cần tổ chức bảo dưỡng, tăng cường hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý an toàn liên quan đến yếu tố thời tiết, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh của hành khách liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng không trong giai đoạn cao điểm dịp Tết 2019. Rà soát bố trí hợp lý nguồn lực tại các cảng hàng không nhằm tăng cường năng lực khắc phục sự cố tàu bay, giảm tối đa chậm, hủy chuyến, kịp thời thông tin và tăng cường phục vụ hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến. Cục Hàng không Việt Nam cũng chỉ thị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không khác tiến hành xây dựng kế hoạch, phương án bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, đảm bảo phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, khẩn nguy, đáp ứng theo phương án đã được phê duyệt, đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ trong dịp Tết năm 2019. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2018, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, trong đó bãi bỏ Nghị định số 87/2016 ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Nghị định 154/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi khoản 2 điều 42 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Theo đó, tổ chức giám định sở hữu trí tuệ phải đáp ứng điều kiện. Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ chỉ được phép hoạt động khi có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ. Còn Nghị định 119/2010/NĐ-CP chưa có quy định tổ chức giám định sở hữu trí tuệ phải đáp ứng điều kiện có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ, có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 13 tháng 11 cho rằng khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ chỉ hoạt động nếu tất cả các quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình vì một nền tài chính bền vững. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu EP, Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ mất sức mạnh và ổn định của khu vực Eurozone, trong khi nhấn mạnh hạn chót để Italia điều chỉnh lại kế hoạch ngân sách của nước này. Trước đó, Ủy ban châu Âu EC đã bác bỏ kế hoạch tài khoá 2019 của Italia. Theo đó, Rome không muốn hạn chế chương trình chi tiêu khổng lồ, được cho sẽ làm tăng thâm hụt trong năm tới lên 2,4% GDP. Cũng trong phiên họp của EP, bà Merkel cho rằng thuế của EU đánh vào các hãng công nghệ chỉ nên được áp dụng nếu những nỗ lực toàn cầu gặp thất bại. Theo Thủ tướng Đức, nếu những nỗ lực này không hiệu quả thì phải hành động ở cấp độ châu Âu. Bà Merkel khẳng định đây là những điều Đức đang thúc đẩy. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã kêu gọi thành lập một quân đội châu Âu thực chất và đúng nghĩa trong tương lai. Phát biểu tại phiên họp Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Đức cho biết nếu nhìn vào những diễn biến trong năm qua, châu Âu cần phải hợp tác để xây dựng được một quân đội châu Âu thực chất và đúng nghĩa. Thủ tướng Đức cũng cho biết quân đội châu Âu sẽ không làm suy yếu liên minh quân sự Mỹ-NATO mà còn hỗ trợ bổ sung cho liên minh này. Văn phòng nội các Anh cho biết các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nước này rời EU sau 2,5 năm kể từ thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tại Anh về việc đi hay ở lại với Liên minh châu Âu. Và hơn 2 năm đàm phán rất nhiều khó khăn tưởng chừng bế tắc, hai bên cuối cùng cũng đạt được một bản thỏa thuận sơ bộ cho vấn đề này. Tuyên bố bất ngờ của Văn phòng Nội các Anh được đưa ra trong thời điểm chỉ cách đây không lâu, trong các cuộc họp gần nhất giữa Anh và Liên minh châu Âu, tất cả những gì có thể nói về tiến trình đàm phán Brexit chỉ là bế tắc. Theo Văn phòng Nội các Anh, hai bên đã đi đến thống nhất ở tất cả chi tiết mang tính kỹ thuật, trong đó bao gồm cả vấn đề khó khăn nhất đến những ngày cuối này. Đó là chi tiết về biên giới hai phần Ireland và khu vực phân chia hải quan. Tối 13 tháng 11, Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc gặp riêng với từng thành viên nội các để trao đổi về nội dung bản thỏa thuận. Bà May cũng đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp vào chiều ngày 14 tháng 11 với mục đích có được sự phê duyệt thông qua của toàn bộ nội các Anh với thỏa thuận sơ bộ nói trên. Nội dung cụ thể của các thỏa thuận Brexit đạt được giữa Anh và Liên minh châu Âu qua cuộc họp của chính phủ Anh vào ngày hôm nay, 14 tháng 11. Ngày 13 tháng 11, Pháp đã tưởng niệm 3 năm ngày xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris, làm 130 người thiệt mạng. Thủ tướng Pháp cùng thị trưởng Paris đã tới đặt vòng hoa tại nhà hát Bataclan.
Đây là một trong những địa điểm xảy ra vụ tấn công kinh hoàng cách đây 3 năm. Vào đêm 13 tháng 11 năm 2015, hàng loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng đã xảy ra tại 6 địa điểm gồm nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France và nhiều cửa hàng, quán cà phê tại thủ đô Paris. Vụ tấn công là 130 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã trở thành nước đầu tiên trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, sở hữu lượng tài sản với tổng giá trị lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này sau 5 năm mạnh tay chi tiêu nhằm thúc đẩy lạm phát. Giá trị tài sản 553.600 tỷ yên, tương đương 4.870 tỷ USD mà BOJ nắm giữ lớn gấp hơn 5 lần công ty giá trị nhất thế giới là Apple Inc. và gấp 25 lần giá trị vốn hóa thị trường của công ty giá trị nhất của Nhật Bản là Toyota. Con số trên cũng vượt qua tổng GDP của 5 thị trường mới nổi là Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Nam Phi, Ấn Độ và Indonesia cộng lại. Như vậy, BOJ đã trở thành ngân hàng trung ương thứ 2 trên thế giới sau ngân hàng trung ương Thụy Sĩ và là ngân hàng trung ương đầu tiên trong nhóm G7 sở hữu lượng tài sản lớn hơn cả nền kinh tế mà ngân hàng này đang nỗ lực thúc đẩy. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết của các địa phương trong tỉnh. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Bản tin dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 11, khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 13 xã phường, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ.